Mình có câu số 1. Ở mã đề là 224, đề thi tốt nghiệp trung học thông quốc gia năm 2022. Chất nào sau đây là chất béo? Thế thì các em nghĩ là cái chất nào trong số các chất sau là chất béo ạ? Chất nào trong số các chất sau chất béo? Thì chúng ta phải lưu ý tí nhỉ. Thì chất béo của mình ý, chất béo của mình là nó bao gồm là tất cả những cái anh và tri este của glycerol và gì ạ? Và axit béo. Thế thì metin acetat là CH3 COO, CH3 anh này là mono este chứ không phải là tri este, bỏ. Cellulose còn chẳng phải este, glycerol chẳng phải este, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Triolin. Triolin đây, công thức nó đây. C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Các bạn nhìn rõ chưa? Thì anh này nó là chất béo. Vậy câu 1 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Thầy câu số 2 ở đây để bài hỏi chúng ta là thủy phân este nào sau đây trong dịch NaOH thì thu được natri format? Thủy phân este nào sau đây trong dịch NaOH thì thu được natri format? Thế thì đầu tiên mình phải nắm được công thức của natri format. Thì công thức của natri format có phải là HCOONa không? Đúng không em? HCOONa không? Đây là công thức của natri format. Thế thì vậy thì suy ra cái anh mà este mà thủy phân trong dịch NaOH mà thu được natri format thì bắt buộc anh este nó phải có dạng HCOOR phải. Đúng không? Vậy nó không thể là đáp án A. Nó không thể là đáp án B. Nó cũng chẳng thể là đáp án C. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? Nó phải là đáp án C. Các bạn nhớ chưa? Ok nhá. Câu số 3. Câu số 3. Thủy phân hoàn toàn M gam metin acetat bằng dịch NaOH đun nóng thì thu được 82 gam muối. Đây là một câu bài tập. Nhưng mà đây là một câu về mặt tính toán nó dễ thôi, nó đơn giản lắm. Các bạn tính toán vèo phát là ra. Đấy nhá, các bạn cùng làm với thầy nhá. Đây này, thủy phân hoàn toàn M gam metin acetat. Thế thì đầu tiên mình phải nắm được anh metin acetat nó là gì đã. Thì metin acetat chúng ta là gì? CH3COO đúng không? CH3COO metin CH3. Đấy, đây là metin acetat. Bằng dung dịch NaOH đun nóng NaOH đun nóng thì mình thu được muối là CH3COONa cộng với lại CH3OH. Các bạn nắm được chưa? Thì đầu tiên mình phải biết được phương trình nhé. Thế bây giờ đề bài nói chúng ta là thu được 8,2 gam muối. Thì ở đây mình sẽ có hai cái thằng. Một thằng là CH3COONa là muối, còn thằng CH3OH này nó là ancol nhé. Thế thì thu được 8,2 gam muối thì nó chính là khối lượng của CH3COONa. Thì mình tìm một số mol của CH3COONa thì có phải nó bằng là 8,2 chia cho 82 thì bằng 0,1 không? Vậy số mol CH3COONa bằng 0,1. Thì hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của CH3COCH3 của mình cũng bằng 0,1. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của este. Khối lượng của este của mình nó bằng bao nhiêu ạ? Đây, bằng 0,1 nhân phân tử khối của CH3COONa. Và phân tử khối của CH3COONa bằng 74 thì mình sẽ có là 0,1 nhân với 74 thì bằng 7,4. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò nha. B bò 7,4 gam. Các bạn nhớ chưa? Rất rất dễ ạ. Câu mà được trích từ đề thi tốt nghiệp trung học thông quốc gia năm 2022 vừa mới thi xong các em nhé. Các bạn có thể vào thử sức để xem là sức mình như thế nào. Đúng không? Thế thì bây giờ mình xem này. Số este cùng công thức phân tử là C3H6O2. Thế nó sẽ có dạng là R1 COOR2 đúng không? Vậy mình có là R1 cộng R2 bằng 2 đúng không? 2 bằng 0 cộng 2 bằng 1 cộng 1. Bạn nào còn nhớ những cái gì để đọc không ạ? 3 4 5 2 4 8 các bạn nhớ chưa? Còn 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1 thôi. Ok. Vậy ở đây mình có 0 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 có 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy suy ra este của công thức phân tử C3H6O2 là mình sẽ có 2 anh. Đáp án đúng là đáp án A. 2 anh. Dễ nhỉ. Câu số 5 ạ. Câu số 5. Thực ra đấy các em nhìn thấy không? Những cái câu này chúng ta mà đi thi chúng ta hoàn toàn làm được. Hoàn toàn là những câu dễ dàng. Sức các bạn làm được.
Các bạn chỉ cần học từ đầu thôi, học đúng nền tảng, học đúng bản chất thôi là làm hết. Như các bạn học sinh thấy. Câu số 5 ạ. STX được tạo bởi từ alkolytic và acid acetic. Thế có phải là nếu mà chúng ta mà không nắm được tên thì chúng ta toàn không làm được bọn này đúng không? STX được tạo bởi từ alkolytic C2H5OH và acid acetic CH3COOH. Vậy là cộng hai này lại với nhau thì mình sẽ thu được một anh este. Nó là anh CH3COOCH5 đúng không em? CH3COOCH5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Này, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các bạn nhé. D. Câu số 6 á. Câu số 6 khó một tí xíu. Nhưng mà nó là ở bên trong cái mã đề 203 trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 này thì được đánh giá là dễ hơn đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Và có một điều đặc biệt với đề năm 2021 này là ở bên trong đề năm 2021 này có một câu thí nghiệm vận dụng cao, thầy Minh đoán trúng tủ. À, có mấy câu thầy đều đoán trúng tủ luôn. Thế hay. Câu số 6 ạ. STX có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2. Thủy phân X trong dịch H4 loãng HOH. Đun nóng thu được sản phẩm gồm axit propionic là C2H5COOH và chất hữu cơ Y. Thế chất hữu cơ Y này của chúng ta sẽ có mấy carbon ạ? 4 carbon trừ đi 3 carbon thì còn 1. 8 cộng với 2 hydro là 10. 10 trừ đi 6 còn 4. O2 cộng O là 3. O3 trừ đi 2 O thì còn O. Đấy chưa? Vậy ngay lập tức mình sẽ suy được công thức của chất Y. Đúng không ạ? Đấy, chất Y chúng ta là gì? Đây, CH4O hay nói cách khác là CH3OH. Ok chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất rất dễ thôi. Những câu này nó rất dễ dàng thôi. Các bạn cùng chọn đáp án cùng thấy không nào? Ok. Acid palmitic là một acid béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của acid palmitic thì acid pan là P là 15 nhá. Thì công thức của nó phải là C15H31COH. Thấy chưa? Đấy. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 8 ạ. Câu số 8 đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022. STX có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2. Thủy phân X trong môi trường dung dịch NaOH dư các em nhé. Thu được sản phẩm gồm natri propionat. Natri propionat là C2H5CONa và ancol Y. Hình như con này bị trùng. Ancol Y là C3OH. Đấy các em nhìn này. Câu 8 trong đề minh họa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022 thì nó bị trùng với, đây các em nhìn nào, nó bị trùng với câu 6 trong đề 203 trung học phổ thông tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Các em nhìn thấy trùng lặp chưa? Các em nhìn thấy sự trùng lặp chưa? Sự trùng lặp đến bất ngờ chưa? Đấy các bạn nhìn thấy không? Thế nên là phải nghe theo ý thầy, phải học theo thầy thì mới xịn được nhá. Ok ạ. À, cái khóa live stream của thầy thì mới học thứ 7 này là sang buổi thứ 4, là buổi về tính chất hóa học của este. Những bạn nào mà chưa học thì hoàn toàn có thể vào học vẫn theo kịp. Còn các bạn mà muốn biết được rằng là ở bên trong khóa live của thầy sẽ dạy như nào và nó cháy như nào thì các bạn có thể click vào link trên để theo dõi luôn. Tí nữa 9 giờ là thầy sẽ khai giảng cái buổi học thử đầu tiên. Thầy có tổng cộng 3 buổi học thử ở bên trong nhóm học thử nhá. Thì là tí nữa là sẽ khai giảng buổi học thử đầu tiên. Ok ạ. Đấy, những bạn mà có thể muốn học thử thầy, chưa biết thầy dạy như nào thì có thể đi click vào trong cái nhóm đấy và tí nữa thì chúng ta sẽ có thể ngồi với nhau nhá. Lúc 9 giờ. Mình sang câu tiếp theo, câu số 9 ạ. Câu số 9 các bạn chọn đáp án gì ạ? Đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 này. Câu số 9 ạ. Khi thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thì thu được cái gì? Khi thủy phân hoàn toàn một mol chất béo, thế thì mình sẽ có đây. Thầy lấy ví dụ mang chất béo đi. R. Màu xa. Chất béo của mình là R. COO tất cả 3 lần C3H5 đi. Mà thủy phân hoàn toàn một mol chất béo, thủy phân trong NaOH đi, môi trường kiềm đi.
thì phải mình sẽ tạo thành là RCOONA cộng với lại C3H5 OH3 lần đúng không? Đúng không? Thế đây là một mol chất béo đúng không? Thì nó cần là 3 mol NaOH đúng không các em? Đúng không? Và nó ra mấy mol glycerol? 1 mol glycerol. Vậy là mình sẽ ra được gì ạ? 1 mol glycerol nhá. Đáp án đúng là đáp án C, các bạn nhớ chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Câu số 10 ạ. Để minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thủy phân STX có công thức là C. Ủa chữ nhỏ quá, C4H8O2 các em ạ. C4H8O2 các bạn nhé. Thủy phân anh STX có công thức là C4H8O2. Đây thủy phân nó. Thì thu được ancol ethylic CH5OH. Và anh nào đây? Thì mình sẽ có này, C4 này. Thì nó ra được CH5OH thì bắt buộc nó phải có dạng là RCOO CH5 đúng không em? Bắt buộc có dạng là RCOO CH5. Thế mà RCOO CH5 này thì bây giờ nó là C4H8O2 thì nó chỉ còn có thể là CH3. Đúng không ạ? CH3 COO CH5 mà thôi, chỉ có một dạng này thôi. Và tên của nó là gì ạ? Etin acetat nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Etin acetat. Câu số 11 bắt đầu lại một câu tính toán. Để minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Đấy, ở trên đây là thầy có cái buổi live này là chữa cho chúng ta tất cả nhá. Chữa cho chúng ta tất cả những cái câu mà có xuất hiện ở bên trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia 3 năm trở lại đây, 2020, 2021, 2022, để cho chúng ta có cái nhìn khái quát, có một cái nhìn tổng quát nhất về những cái kỳ thi sắp tới chúng ta chuẩn bị thi. Câu 11 ạ. Các bạn comment đáp án 11 đáp án gì? Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol ethylic. Ancol ethylic là C2H5OH đúng không? Chúng ta tìm được số mol nhé. Chúng ta tìm được số mol của nó là 4,6. Thì chúng ta nhớ nên thuộc cái phân tử khối của ancol ethylic luôn. Là 4,6 chia cho 46 thì bằng 0,1. Với lượng dư dung dịch axit acetic CH3COH thì anh này để bài cho dư. Thì thu được este nó sẽ là CH3COO CH5 cộng với H2O. Đề ban đầu. Phản ứng. Sau phản ứng. Sau phản ứng este này, 4,4 gam este. Sau phản ứng 4,4 gam este thì ta sẽ tìm được số mol este bằng 4,4 mà chia cho 88. 4,4 chia cho 88 là phân tử khối của anh CH3COCH5. Thì bằng 0,05. 0,05. Vậy số mol este đây 0,05. Vậy suy ra số mol của thằng ancol phản ứng cũng là 0,05. Đúng không ạ? Và từ đây thì chúng ta sẽ tìm ra hiệu suất. Hiệu suất phản ứng este hóa bằng 0,05 chia 0,1 nhân 100% thì bằng 50%. Và với giá trị là 50% thì chúng ta sẽ chọn là đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án B bỏ. Các bạn nhớ chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Dễ mà. Tí nữa mới xuống mấy câu khó các em ạ. Cứ bình tĩnh. Câu 12 ạ. Câu 12 này cũng là một câu rất là dễ. Các bạn chú ý rằng là khi mà học với thầy thì cái phương pháp học của thầy đó là phương pháp mà thử sai. Có nghĩa là các em sẽ học được từ cái việc mà chúng ta sai nhiều hơn là việc mà chúng ta đúng. Chính vì vậy nên niềm mong muốn rất to lớn của thầy mỗi trong mỗi buổi học là các em comment đáp án xuống phía dưới để mà thầy nhìn thấy được là các em đúng hay là các em sai. Bởi vì chúng ta sẽ học được từ cái sai nhiều hơn cái việc là chúng ta học từ cái đúng nhá. Nếu mà chúng ta sai đủ 10.000 lần thì chúng ta sẽ trở thành thiên tài và thầy sẽ giúp chúng ta cái điều đó. Câu số 12 ạ. Thủy phân tripanitin. Cái vấn đề quan trọng nhất bên trong mọi chất béo đấy là các bạn là không có thuộc tên. Thì không có thuộc tên thì lúc đấy các bạn làm thì các bạn hay bị lẫn giữa anh gốc axit béo này với gốc axit béo kia. Nó dẫn đến cái việc là các bạn sẽ chọn phải đáp án sai lầm. Thế thì cái cách tốt nhất để cho chúng ta thuộc được cái tên của một chất béo đấy là chúng ta nhớ và chúng ta làm nhiều. Cái quan trọng nhất nó vẫn là các em có làm đủ nhiều hay không. Chẳng có một cái skill hay chẳng có một cái phương pháp gì nó kinh điển cả, ngoài việc là chúng ta phải chăm lại. Thế bây giờ thủy phân tripanitin thì thầy viết phương trình nhé. Bây giờ thì viết phương trình nhớ, chứ còn sau này chúng ta nhìn phát chúng ta ra là luôn COO tất cả 3 lần C3H5
mà tác dụng với NaOH thì mình thu được muối nó là C15, H31, COO, Na, đúng, C15, H31, CONA, CONA cộng với C3, H5, OH tất cả 3 lần. Vậy ngay tức mình nhìn vào đây mình biết ngay anh muối chúng ta sẽ có dạng là gì? C15, H31, CONA. Đáp án đúng chúng ta đáp án này. Đơn giản. Đúng không? Câu 13. Ô, câu 13 này mà không làm được thì thôi về nhà 2 năm 3 lứa. Thật. 13 mà không làm được thì thôi về nhà 2 năm 3 lứa thật ý chứ còn gì nữa. Nhờ. 13 đáp án gì các em? Đây ạ. Tên gọi của CH3, CO, CH5 là gì ạ? Etin đúng không? Acetat. Nhờ. Đáp án đúng đáp án B. Câu 14 này. Trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đây. Này câu này thế mà đầy bạn không làm được nhá. Này các bạn thử làm cho thầy xem là câu 14 này đáp án gì? Câu 14 đáp án gì ạ? Nào nào nào. 14 ạ. Thầy gợi ý nhá. Các bạn cũng chú ý ạ. Khi thủy phân hết 3,35 gam hỗn hợp gồm 2 este đơn chức. Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. 2 este đơn chức. Mạch hở đề bài cho là 3,35 gam thì cần vừa đủ NaOH. Số mol NaOH bằng 0,05. Thu được một muối RCONa và hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đoạn. Hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đoạn. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định M gam nước. Thế thì bây giờ chúng ta nắm như thế này. Cùng thu một muối và hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Vậy điều này chứng tỏ là hỗn hợp 2 este này phải cùng dãy đồng đẳng. Thế do este đơn chức thì mình sẽ tìm được số mol este. Nó chính bằng số mol NaOH. Và nó bằng là 0,05 đúng không em? Đấy. Điều là điều chúng ta cần phải nhận ra thấy đầu tiên. Thế thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của este. Phân tử khối este sẽ bằng khối lượng của nó 3,35 chia cho số mol của nó là 0,05. 3,35 chia 0,05 67. 67 thì cái phân tử khối này chắc chắn nó lớn hơn 60. Mà 60 chúng ta chỉ có thể là một anh este là HCOOCH3. Chứ một. Thế thì ngay lập tức nó thủy phân trong môi trường NaOH thu được một muối thì chắc chắn muối chúng ta nó sẽ là muối HCOONa. Đúng không ạ? Và anh ancol còn lại là nó thuộc cùng dãy đồng đẳng. Nhá. Hai este đơn chức mạch hở này cần vừa đủ 0,05 mol NaOH này. Hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Cùng dãy đồng đẳng thì cái anh còn lại này chắc chắn nó sẽ là gì ạ? HCOO nhưng mà gì đó thì mình chưa biết. HCO gì đó mình chưa biết. Thế thì nó có thể là HCOCH5. Nó cũng có thể là, bởi vì ở đây là cùng dãy đồng đẳng, nó không nói cho chúng ta đồng đẳng kế tiếp. Đúng không? Hai ancol cùng dãy đồng đẳng. À, chắc chắn của ancol là C3OH rồi. Thì anh ancol còn lại nó sẽ là thằng cũng phải no. Đúng không? Nó là CN2N cộng 2O. Nhưng mà chúng ta nhìn này, cái phân tử khối là 67 thì nó có điều gì đặc biệt. Nó nằm ở chính giữa cái anh số 14. Phải là mình nghĩ ngay đến việc anh này nó là CH5OH. Được không ạ? Ok không? 67 mà. 67 mà. Còn nếu mà không ấy thì em nhìn thấy là anh ancol này cũng phải no rồi. Các em nhìn thấy anh ancol này cũng phải no rồi. Mình không phải dự đoán HCOCH5 nữa mà mình suy ra cái este của chúng ta. Nó là este no đơn hở nên nó là CN trung bình H2N trung bình O2. Và phân tử khối của nó bằng 67. Thì đến đây mình tìm được N trung bình bằng, được không ạ? 67 trừ 32 bằng chia 14 bằng 2,5. N trung bình bằng 2,5. Và nới với N trung bình bằng 2,5 thì công thức của nó sẽ là C2,5 H5 O2. Lúc này mang đốt cháy, số mol là 0,05. Đốt cháy trong oxy
để thu được CO2 và H2O. Đấy. Đốt cháy trong oxy để thu được CO2 và H2O. Thế thì bảo toàn carbon 0,05 nhân 2,5. Nhưng đề bài hỏi chúng ta là gì ạ? M gam nước. Thế mình bảo toàn hydro là mình ra là nước. 0,05 nhân 5 chia 2. 0,05 nhân 5 chia 2 bằng 0,125. Vậy mình tìm được khối lượng của nước bằng 0,125 nhân 18 bằng 2,25 gam. 2,25 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Dễ chưa? Quá dễ với một câu trong đề thi Trung học thông quốc gia năm 2020 đúng không em? Quá dễ dàng. Nào mình sang câu 15 nào. Câu 15 ạ. Nào nào nào. STX được tạo bởi từ ancol metallic và axit formic. Công thức của X là cũng thì dễ quá. Ancol metallic là gì? CH3OH đúng không em? Còn axit formic là gì? HCOH đúng không? Quá dễ. Vậy thì công thức của X của chúng ta nó sẽ là gì? HCOO CH3. Đáp án đúng là đáp án C. Ok nhé. Rất dễ. Câu 16 ạ. Câu 16 các bạn chọn đáp án gì? Cái anh trợ lý được của thầy phải trừ lương. Đúng không? Các bạn nhìn không? À, đề bài bảo cái gì ạ? Đốt Y à? Ok. Thank you bạn. Thank you các em nha. Mắt thì lé thầy tưởng là đốt X. Đề bài bảo đốt Y ạ. Sorry. Sorry my baby. Đề bài bảo đốt cháy hết Y ạ. Thế là không phải đáp án C rồi. Đốt cháy hỗn hết hỗn hợp Y mà. Hỗn hợp Y là hai ancol cùng dãy đồng đẳng. STX. Thế thì không cần thiết. Đây. Hai ancol cùng dãy đồng đẳng ạ. Thank you các em. Mắt thì bị lé. Đau răng quá. Hỗn hợp Y là hai ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng. Thì suy ra nó là ancol no đơn. Nên công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n cộng 2O. Được không ạ? Thế thì mình sẽ có. Mình sẽ có. Đây ạ. Phân tử khối của este thì nó bằng 2,5. Thế thì mình sẽ tìm được phân tử khối trung bình của thằng ancol. Được không ạ? Mình hoàn toàn tìm được. Mình hoàn toàn tìm được cái phân tử khối trung bình của thằng ancol. Nhá, mình sẽ có N trung bình của ancol, số nguyên tử carbon của ancol thì nó chính bằng là số nguyên tử carbon trung bình, số carbon trung bình của X trừ đi mấy này, trừ đi 1. Và bằng ạ. Bao nhiêu nhỉ? Vừa nãy mình tìm được là nó bằng là 2,5 đúng không? Thì nó bằng là 1,5. Vậy suy ra công thức của ancol no đơn chúng ta sẽ là C1,5H5O. Đốt cháy trong oxy. Số mol nó vẫn giữ nguyên là 0,05. Thì sẽ sinh ra được CO2 và H2O. Ô vẫn vậy. Thế mới xịn. Vẫn vậy các em ạ. Đúng không nhỉ? À, đây là CH3OH và CH5OH. À, C3OH là 4. Đúng rồi. 0,05 nhân 5 chia 2 bằng nhân 18 bằng 2,25 gam. 2,25 gam nước. Ui may thế. Đấy thấy không? Bị nhìn nhầm nhưng mà vẫn chọn được đáp án đúng. Thế mới dã man, thế mới gọi là học sinh thể minh các em nhỉ. Kinh điển. Câu 16 ạ. Câu 16 đáp án gì ạ? STX có công thức phân tử là C4H8O2. Chuẩn bị đến với câu khó khó khoai khoai rồi đấy. STX có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2. Thủy phân X trong dịch H4 loãng. Có thủy phân trong môi trường nước. Mũi tên hai chiều ạ. Đun nóng. Thu được sản phẩm gồm axit acetic CH3COH và chất hữu cơ Y. Và chất hữu cơ Y. Công thức của Y. Ơ cái câu này lại trùng à? Y tìm được luôn ý. À câu này không bị trùng, câu này chỉ là mô típ giống nhau thôi. Thế thì anh este chắc chắn phải có dạng là CH3CO rồi. Đầu này còn hai carbon C2H5.
Đúng chưa? Vậy anh y chúng ta bắt buộc nó phải là thằng C2H5OH. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Ok. Dễ mà. Đây này, câu 17 mới là vấn đề này các em này. 17 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 17 chắc chắn đảm bảo trong năm tới các em sẽ gặp rất rất nhiều. Chắc chắn luôn. Trong năm tới các bạn sẽ gặp rất rất nhiều câu 17 ạ. 17 đáp án gì ạ? Các bạn cũng chọn đáp án rồi. Ok. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Bước 1 cho bát sứ nhỏ khoảng 1 gram dầu thực vật, thì dầu thực vật này nó là chất béo, và 30 lít NaOH. Thì khi cho ở đây thì phản ứng nó chưa xảy ra nhé. Thì hai anh này nó vẫn phân lớp với nhau. Thì bởi vì là dầu thực vật nó không tan trong NaOH. Vậy đây này, sau bước 1 chất lỏng trong bát sứ tách thành hai lớp, cái này đúng. Nhưng đề bài hỏi sai nhá, nên là loại A. Ở bước 2 đun sôi nhẹ và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất để giữ thể tích hỗn hợp không đổi. Thế thì ở bước 2 này chắc chắn là thể ra phản ứng xà phòng hóa, hay còn gọi là thủy phân chất béo rồi. C đúng. Được chưa? Thế thì sau khi thực hiện phản ứng thủy phân ấy, thì cái anh chất béo nó sẽ thủy phân anh glycerol và anh xà phòng. Đúng không ạ? Thế thì đây, dung dịch thu được ở sau bước 3 là glycerol có khả năng hòa tan CO2 lần, cũng đúng luôn. Được chưa? Thế còn ở bước 3 NaCl nó có vai trò để làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn là sai. Cái vai trò của NaCl để làm phân tách được cái lớp chất rắn nổi bên trên và cái lớp dung dịch chìm xuống dưới. Thấy chưa? Vì vậy nên sai đây là B. Các bạn nhớ chưa? Đấy nhá. Bạn nào không nắm được là phải ghi lại vào vở. Ghi lại vào vở. Câu 18 ạ. Đề minh họa năm 2020 đây. Câu 18 một câu rất hay trong đề minh họa năm 2020. Xem nào. Cho ST2 trước. Thì thực ra thì đây là một cái câu về dạng xây dựng công thức của anh ST. Thì thực ra thì sau này các em làm ấy, các em sẽ gặp câu này rất nhiều. Và lượng mà các bạn fail câu này cũng rất đông. Nhá. Thế thì ở đây bây giờ thì sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm cái câu này. Câu 18 này. Đề bài cho chúng ta là ST2 trước X mạch thở. Thì công thức của nó là C7H10 O4 tác dụng với lượng dư NaOH. Được chưa? Đun nóng thu được ancol Y. Ancol Y no hai chức và hai muối của hai axit. Hai muối của hai axit Z và T với phân tử khối của Z nhỏ hơn phân tử khối của T. Chất Y không hòa tan được CO2 hai lần trong môi trường kiểm. Lưu ý là Y không hòa tan được CO2 hai lần trong môi trường kiểm. Không hòa tan được CO2 hai lần. Vậy điều này chứng tỏ là chắc chắn Y có ít nhất 3 carbon. Y ít nhất có 3 carbon thì Y ít nhất nó phải là thằng này. Đấy thì nó mới không hòa tan được CO2 hai lần. Được chưa? Mà bây giờ vậy thì suy ra giả sử như Y là thằng này đi thì ST ta sẽ có dạng là gì? COO này. CH2 này. À không 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 không. À, chỗ này phải là CH2CO. CH2OOC này. CH2 này, CH2OOC này. Vậy đây còn mấy carbon ạ? 7 trừ đi 1 2 3 4 5. Vậy còn 2 carbon thôi. Đúng không ạ? Mà đây đề bài yêu cầu là hai muối. Thì nó không thể chia đều là mỗi thằng là một một carbon được. Nó không thể là anh này là CH3, anh này là CH3 được, bởi vì nếu như vậy thì nó chỉ thu được một muối, mà đây đề bài yêu cầu thu được hai muối. Đúng không? Nên loại bỏ trường hợp này. Được chưa? Vậy mình chỉ còn một trường hợp nữa thôi. Đó là CH2OOCH và CH2 CH2OOC gạch CH5. Thì cái muối Z của chúng ta là HCOONa và muối T của chúng ta là C2H5COONa. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? À không phải, T ta không phải là C2H5, T là CH3. Bảo toàn hydro, T phải là CH3. Bảo toàn hydro bởi vì chỉ có 10 hydro thôi. Được không ạ? Thế dễ quá nhỉ? Axit Z có khả năng trắng bạc, nhìn thấy không? Z có khả năng trắng bạc. Đúng.
Chính xác. Oxy hóa Y bằng CO đun nóng thu được anhít hai chức, chính xác. CO thì mình sẽ thu được CHO, C, CHO. Được chưa? Chính xác. Đề bài hỏi phát biểu sai nhá, thì loại A loại B rồi. Axit T có đồng phân hình học. Đây. CH2 nối đôi CH COONA. Làm gì có đồng phân hình học? Vậy sai là C. Nhá. Các bạn nhìn rõ chưa? Vậy sai chúng ta là C. Thế còn D chúng ta là có một công thức cấu tạo thỏa mãn tuyệt x là chính xác. Ok. Rất dễ nhỉ. Đấy thì đây là một trong số những cái câu chúng ta sẽ gặp rất nhiều. Câu 19, câu trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 cũng là một trong số những câu về chất béo mà sắp tới đây các bạn sẽ gặp cực kỳ nhiều. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta giải cái phần bài tập câu này nhá. Thì phần bài tập câu này chúng ta sẽ gặp nhiều ở bên trong cái chuỗi video chữa bài tập của thầy. Câu 19 ạ. Hỗn hợp E gồm axit oleic C17 H33 COOH, axit palmitic C15 H31 COOH và triglycerid X. Tỷ lệ mol tương ứng anh này là A 2A 3. Được chưa? Vậy tổng số mol của axit này là 5 5A mol. Đốt cháy hoàn toàn E này cần vừa đủ oxy là 4 mol. Thu được CO2 và H2O. Cho M gam E này đi tác dụng hết với lượng dư NaOH đun nóng thì thu được sản phẩm hữu cơ gồm glycerol C3H8O3 và hỗn hợp hai muối. Khối lượng là 47,08. Vậy khối lượng hỗn hợp hai muối này chỉ có thể là hai muối là C17H33 COONa và một muối nữa là C15H31 COONa. Được chưa? Ok đây bài hỏi là phần trăm khối lượng của X. Thế thì mình đi bảo toàn đã, thì có phải mình sẽ nắm được thế này không? Cái bọn axit này thì ăn NaOH thì tỷ lệ mol 1:1. Còn bọn este ăn NaOH thì theo tỷ lệ là 1:3. Đây cộng 3 thì bằng 8A. Vậy ngay tức mình suy được tổng số mol muối. Đúng không ạ? Tổng số mol muối của mình cũng bằng 8A. Còn số mol glycerol thì chính là A rồi. Ok chưa? Thế vậy thì ngay lập tức ở đây thì mình sẽ tìm được khối lượng của muối. Đúng không ạ? Khối lượng của muối mình tính như thế nào? Thì mình đặt anh C17H33 CONA này của chúng ta là X, C15H31 CONA là Y. Thì có phải mình sẽ có được hai cái phương trình luôn. X cộng Y bằng 8A. Bảo toàn đặt đi. Phương trình thứ hai là về khối lượng. Phân tử khối của C17H33 CONA 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67 bằng 304x cộng với đây C15 15 nhân 12 cộng 31 cộng 67 bằng 278y thì bằng 47,08. Đấy, mình có phương trình số A. Thế bây giờ phương trình số 3 là đi đốt cháy. Đúng không ạ? Đốt cháy bằng oxy này. Dùng hết 4 mol. Thế thì cái việc mà đốt cháy bằng oxy này dùng hết 4 mol này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có rất nhiều cách để làm. Nhá. Chúng ta có rất nhiều cách để làm. Thì một trong số những cách để làm đấy thì bây giờ mình sẽ có cái cách đầu tiên là cách đi tìm về ở bên trong thằng hỗn hợp E này, mình carbon bằng bao nhiêu. Thì mình đi bảo toàn carbon thì trong này nó sẽ có là 17 cộng 1 là 18x. Đấy, nhìn thấy không? 18x cộng với này 15 cộng 1 là 16y này. 16y này. Cộng với lại này 3, đúng không? Cộng với 3, đây là số nguyên tử carbon. Số nguyên tử hydro thì bằng 33x. 33x cộng với 31y. 31y
cộng với 8 A. Trừ đi hero trong này, trừ đi 8 A. Thế là 8 A, trừ đi 8 A hết rồi còn gì. Oxy, oxy trong này thì có 5 A nhân 2 là 10 A. Cộng với oxy trong này là A nhân với lại 6, cộng với 6 A. Vậy tổng cộng là 16 A. Đúng không? Thế đến đây có phải là carbon này nó chui hết ra đây không? Vậy nó sẽ là 18X cộng 16Y cộng 3. Hiro thì bảo toàn hiro chia 2, 8, 8 hết rồi nhá. Vậy là 33X chia cho 2, 33 chia 2 bằng 16,5. 16,5X cộng với 31 chia 2 bằng 15,5Y. Đấy. Vậy tới đây bây giờ mình có cái phương trình số 3 là phương trình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là xong. Đúng không? Đây oxy đây, 16A này. Cộng với oxy trong này là 2 nhân 4 là 8 này. Thì bằng này, oxy sau này, 2 nhân với lại 18X cộng 16Y cộng 3A cộng với 16,5X cộng 15,5Y. Được chưa? Đến đây bấm máy tính giải hệ là xong. Các bạn bấm máy tính giúp thầy xem x, y, a bằng bao nhiêu ạ? Các bạn phải bấm hộ thầy rồi. 1 bằng 1 bằng trừ 8 bằng 0 bằng 304 bằng 278 bằng 0 bằng 47,08 bằng. Rồi, bây giờ sang bên này. 2 nhân 18 cộng 16,5 bằng 2 nhân 16 cộng 15,5 bằng 2 nhân 3 trừ đi 16 bằng 8 bằng. Run quá. Ôi, số mon âm rồi. Âm rồi, sai ở đâu rồi? Xem nào. 11 trừ 8 0 304 là khối lượng của muối cộng với 278 0Z, đúng rồi, bằng 47,08. Các bạn bấm máy tính hộ thầy với. Các bạn bấm máy tính hộ thầy với. Không toàn. Tính toán này toàn ấy. Thầy gà bấm máy tính. Các bạn bấm máy tính hộ thầy đi ạ, xem bằng bao nhiêu. Bấm máy tính hộ thầy với, bấm máy tính hộ thầy với xem là x bằng bao nhiêu, a bằng bao nhiêu. Xem nào, x này. 2 nhân 18, đúng rồi, bảo toàn oxy mà. 2 nhân 18 cộng 16 cộng 3a, chỗ này có bị thiếu đâu không? 18x cộng với 16y cộng 3. Đúng rồi. Là carbon à? Hiro là 33x cộng 31y cộng 8a trừ 8a, đúng rồi. Oxy thì tác dụng bên oxy thì đây là 5 x 2 là 10a cộng với lại 6a. 16a, đúng rồi. 16a cộng 8 thì bằng 2 nhân 18x cộng với lại 16y cộng 3, đúng rồi. Anh này chia cho 2. 33 chia 2 16,5, 31 chia 2 bằng 15,5. Đúng, không sai tẹo nào luôn. 2 nhân 18 cộng 16,5 bằng, ô, 2 nhân 18, vừa nãy thì bấm nhầm rồi. 2 nhân 16 cộng 15,5 bằng 6 trừ đi 16 bằng 8 bằng. Ồ, thầy vẫn bị bấm nhầm các em ạ. Ô, đây, ôi dồi, may, cảm ơn nhá, cảm ơn bạn Nhiên An. Ok, x bằng 0,1. Cảm ơn Nhiên An rất nhiều. X bằng 0,1, y bằng 0,06, a bằng 0,02. Đấy chưa? X bằng 0,1, y bằng 0,06, a bằng 0,02. Đây bài học cái gì đấy? Phần trăm khối lượng của x trong E. Phần trăm khối lượng của x là xem ST nó là ST nào. Đúng không? Phần trăm khối lượng của x là mình cần phải đi xét xem nó là ST nào. Thế mình tìm được muối rồi nhá. Đúng không? Mình tìm được muối rồi. Thế là mình tìm được số mol của thằng glycerol bằng là 0,02. Thằng x này bằng 0,1 này. Thằng y này bằng 0,06 này. Vậy anh này là bằng 0, a đâu rồi? A 0,02 thì đây là 0,04. Thằng này bằng 0,06. Đúng không ạ? Thế mà tổng số mol gốc của C17H33 là bằng 0,1 mà đây 0,06, vậy nó dư 0,04. Vậy suy ra bên trong cái thằng chất béo của chúng ta phải có hai gốc C17H33 COO, bắt buộc phải có hai gốc. Anh này 0,06 mà trong này
có 0,04 rồi, vậy còn dư 0,02 thì sẽ có một gốc C15H31. C3H5. Số mol nó là 0,02. Thế là xong. Đến đây mình tìm được khối lượng luôn. Đúng không ạ? Mình sẽ có là khối lượng của anh ST 0,02 nhân với mỏng ngoặc đơn 12 nhân 17 cộng 33 cộng với 44 đóng ngoặc đơn nhân 2 cộng với 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 đóng ngoặc đơn cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng chia cho mỏng ngoặc đơn N cộng với khối lượng của C17H33 12 nhân 17 cộng 33 cộng 45 đóng ngoặc đơn nhân 0,06 cộng 0,04 nhân mỏng ngoặc đơn 12 nhân 15 cộng 31 cộng 45 đóng ngoặc đơn bằng 30%. 30% ạ. Đấy, thấy không? 38,72%. Ok các bạn nhá. 38,72%. Dã man không? Quá dã man. Câu cuối cùng ạ. Câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay, câu số 20. Câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay nhá, câu số 20. Câu này là một câu cực kỳ hay ở bên trong cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa rồi thi năm 2022. Đấy, các bạn cùng quan sát. Cho E là C3H6O3 và F là C4H6O2O4. Hai chất hữu cơ mạch hở từ E và F thực hiện sơ đồ phản ứng sau. Chất E tác dụng với NaOH ra X và Y. Chất F tác dụng NaOH cũng ra X và Y. Vậy điều này chứng tỏ là E và F cùng tạo một sản phẩm giống nhau. Vậy điều này chứng tỏ là, mà hơn nữa đề bài là nó là Y không có nhóm CH3. Nên ngay tức mình sẽ suy được thằng E của mình. Thằng E nhỏ hơn thì chắc chắn nó phải là HCOO này, CH2 này, CH2 này, OH. Thì ngay tức mình sẽ suy được thằng X. Nó sẽ là HCOONa. Và thằng Y nó phải là C2H4OH2 lần. Đúng không ạ? Thế còn thằng F thì chắc chắn 100% nó phải là HCOO tất cả 2 lần. C2H4. Đấy thì tương tự thằng X cũng là HCONa và thằng Y chắc chắn vẫn là thằng C24OH2 lần. Ok chưa? Thế vậy ngay tức mình suy được thằng Z. HCOOH. Thế bây giờ câu chuyện chúng ta bây giờ chỉ việc chọn thôi. Chất E và chất F đều là este đa chức. Sai, thằng E là tạp chức. Một chức este, một chức ancol. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với E. Sai, E chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất. Đây. Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Đúng, đầu HCO tráng bạc, chính xác. Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi ancol ethylic, chính xác. Acid lúc nào nhiệt độ sôi cũng phải cao hơn thằng ancol. Cho amon chất E. Amon chất E tác dụng với natri dư thu được amon hydro, chính xác. À đâu, không được, chỉ thu được 0,5 thôi. Hydro sai. Vậy đây mình sẽ có C và D là đúng nhá. C và D đúng, vậy mình sẽ có số phép là đúng là B bỏ. Ok. Các bạn nhìn thấy chưa? Thấy không? Câu 20 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ các em nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay.